Hello, xin chào tất cả các anh em Long Media. Rồi, hôm nay Media thì mình xin phép giới thiệu với tất cả anh em ha. Đây là một cây cơ Ada Mugen của khách hàng đem tới nhờ bên mình hỗ trợ. Bên mình sẽ lên cho anh em mình một cái guốc xịn sò nha anh em ha. Một cái guốc thương hiệu của Women. Đây là một cái guốc của Spiderman nha anh em ha. Đây, mình sẽ lấy ra cho anh em coi thử. Đây là cái guốc có hoa văn của người nhện Spiderman bằng cao su nha anh em ha. Cực kỳ bám tay và cực kỳ chất lượng luôn. Đây, mình sẽ vô cho anh em coi. Đây là quá trình bên mình sẽ bắt đầu vô guốc anh em ha. Đây, guốc này là guốc của Hàn Quốc nha anh em. Nói về chất lượng thì cực kỳ bám tay cho anh em mình luôn. Có thêm hoa văn của Spiderman, có hoa văn nổi 3D á. Anh em cầm vô nó sẽ có cảm giác thích hơn và có cảm giác ôm tay nhiều hơn. Rồi, đây, quá trình hoàn thiện anh em, cực kỳ đẹp nha. Một cái guốc cao su thương hiệu của người nhện. Ok, anh em nào có nhu cầu cần lên guốc này anh em liên hệ với mình nha, có rất nhiều màu cho anh em mình lựa chọn. Anh em cần anh em cứ vui lòng liên hệ với gia đình mình nha. Rồi, xin chào mọi người, xin cảm ơn tất cả anh em.